Trận chiến ở Mariupol, chỗ cầm cự cuối cùng ở ngay cái chỗ hãng sắt. Theo của lính báo cho biết, có gần cả trăm người dân đang bị kẹt ở bên trong. Đây là ông sếp ở bên trong chỗ này, ông kêu gọi thế giới bên ngoài hãy giúp đỡ. Ở bên ngoài cái hãng sắt thì tình trạng chỗ này đang càng ngày càng tồi tệ thêm. Chỗ này nước Nga đã chiếm gần cả tầng. Những người dân sống chỗ này đang thiếu thốn rất là nhiều. Làm sao chúng ta sống mà không có nước uống được? Và rất là tệ hại. Đứa nhỏ này 7 tuổi, sinh nhật, muốn trở về nhà của mình, cái chỗ mà bị bơm nổ đó. Trở lại để mà xem cái nhà của mình. Hồi trước thì đứa nhỏ chuyên môn chụp hình ở nhà. Đứa nhỏ nói cho biết đây là nhà của tôi, cũng cảm ơn nước Nga rất là nhiều, cho nên mới trở thành như vậy. Đài hỏi người mẹ làm sao nói chuyện với con của mình đang chiến tranh trong lúc này. Tôi nói với con tôi không có sao đâu, đừng có lo. À sẽ có một cái nhà tốt hơn cái nhà đang có hiện tại ngay bây giờ nữa trong lúc này nằm về hướng đông chiến tranh ở donbass vẫn tiếp tục ở bên ukraine sẽ được đưa tới giúp đỡ thêm nữa ông tổng thống joe biden sẽ gửi qua nhiều những vũ khí thêm nữa đã gửi thêm những vũ khí giống như hồi tuần rồi, ông đã nói, và sẽ gửi thêm những súng ống hạng lớn, đó là theo hai người chức trách của Hoa Kỳ báo cho biết. Theo những người chức trách bên Ukraine nói cho biết, đây là cần sự giúp đỡ để chặn lợi giống như bị thảm khốc ở Bucha. Hôm nay, cái người 33 tuổi, cô Maria, sẽ được chôn ngày hôm nay. Theo người chồng của cô ta nói cho biết, cô ta bị căng thẳng quá và bị đói quá chết. Lúc đó là họ đang trốn ở dưới basement, nhà hầm. Đó là chỉ có cái chỗ mà họ có thể trốn khi nước Nga tấn công tới. Mỗi ngày con của cổ viếng thăm cái mộ của người mẹ ở sau nhà. But today, Vlad mourned at home. The reality of his mom's final resting spot too much for him to bear. Và ngày hôm nay, đứa nhỏ ở nhà, tại vì mẹ đứa nhỏ chết, đi tới thăm hoài đứa nhỏ chịu hết nổi và đứa nhỏ nói nhớ mẹ mình chuyện gì xảy ra và cũng nhớ những người lính đã giúp đỡ và cứu gia đình ra khỏi chỗ đó đứa nhỏ nói dư khoan rất là dũng mạnh cô trong đài nói con cũng rất là dũng cảm